đen thừa lùi nè, dễ thương nha. Hôm nay là ngày của cá sạch không có dính gắn rùa lương. Ở chỗ này thì mình trụ rất là lâu rồi, cả nhà mình có theo dõi thì cũng đã biết rồi đó. Chỗ này mình rất là trúng mánh, dính gắn với lương rùa đều cũng rất là nhiều. Nếu như ai quen thuộc mình đăng lên đó, chắc người ta cũng nhìn thấy cảnh quen rồi, chi lùng dấu vết rồi lấy luôn nguyên luồng lợ của mình từ đây xuống dưới. Và Tân Dân kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dân lại tiếp tục đi thăm lờ cá lóc sau đêm mưa. Hôm qua là đêm ở chỗ mình mưa dữ dội lắm, sáng là mới ngớt nè, ướt nhẹp. Và cả nhà cùng mình đi thăm lờ coi có cá không nha. Mấy lâu nay là cá sạch mình để lại nhử mấy em cá bự, nhưng mà hôm nay khá nhiều cho nên là mình quyết định đổ lên về câu quét. Quyết định bắt dài em để cái lò lại rồi mình đi nữa. Đố cả nhà đây là em gì? Mình phải dẹt ra một xíu nha. Chỗ này bị hẳn, cho nên mình lên xuống thôi. Mình sẽ đặt lại rồi. Em tàu ngầm quá sáu bự luôn, hơn nửa ký á, vừa mánh. Đi tới. Thích quá. Em tàu ngầm này là có khả năng trị bệnh nữa đó. Không được rồi, phải xếp. Có hai cây dây hai bên đó cho nên là hơi khó, nhưng mình chắc chắn làm được. Đây cái đầu bự nè, cầm một bàn tay không hết. Vậy mà em ấy vô hay ha. Đen thừa lùi nè, dễ thương nha. Đúng là tàu ngầm. Cái miệng nè. Mình chỉ bắt em tàu ngầm thôi, còn cá sặc thì để lại dụ mấy em cá bự. Cái này không đổ cá sặc. Hai ba em cá sặc à, để là dụ mấy em cá bự. Ủa, sẹp lép gì ta, rồi xong luôn rồi. Cái chỗ này nè,
cả nhà có nhớ là lúc trước mình thăm mấy lần mấy chỗ này là đều dính rùa, dính rắn, dính lương mất tiêu rồi. Chỗ này làm gì có trường hợp mà chài cái lỗ còn đây, lục bình nè, và quăng quăng bên nè, đi tới đâu cũng bị lò tặc tới đó thì buồn dễ sợ. Bị tặc một cái lò buồn rồi đó, nguyên một luồng chạy dài lại đây nè để xem cái này coi. Ủa rồi xong phim luôn rồi, hiện trường còn nguyên cái lỗ trống, còn lục bình, còn lò mất tiêu. Đi xuống dưới này coi coi một luồng không biết còn không nữa. Rồi xong luôn, đây 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 chỗ cái cây mình chỉ nè đó nha, đi sâu xuống dưới môn vậy đó mà cũng còn bị tặc lội tới đó luôn. Đây có một hai người gì đó đi vô cắt cỏ cắt rau môn gì lần trước mình cũng có thấy rồi, mà dấu này dấu mới cắt nữa nè. Rồi nguyên một luồng luôn, từ chỗ này chạy dài xuống đường kinh đó là mình đặt ba cái mất hết ba cái, còn luồng bên kia nữa mình đi qua bản coi coi còn không, đi đến đâu cũng bị tặc tới đó. Giờ còn nhiều người tham quá à. Lúc trước á mấy cái chỗ này nè mình hay dính rùa dí gắn lắm, dẫn ra cá sặc. Hôm nay ngày của cá sặc chứ không có rùa gắn lương rồi. Đổ hay hết mấy em cá sặc này vô thùng đi rồi mình đặt lại. Chú rùa mà dính gần đây nhất là bự hơn 1 kg, cũng cái mé này chắc mình đăng lên đó, ai mà đi vô đây là sẽ biết được cái cảnh quen, họ để ý họ lần theo dấu vết lợ của mình đặt rồi gom hết một luồng luôn buồn. Ý. Cái cuối cùng cũng là cá sặc, hôm nay không có cá lóc bự rùa gắn lương gì cả, chỉ là ngày của cá sặc thôi. Mình quyết định đổ hết mấy em cá sặc này đặt lại rồi lên chặt lên trên á, lấy gỗ đổ ra cho cả nhà coi thành quả thôi. Này thất thu mà bị tặc nữa, buồn quá. Hôm nay thất thu mà còn bị tặc lờ, nguyên một luồng chạy dài gì nè cả nhà, mất hết trơn luôn. Lúc trước á là mình đi thăm thấy một cái lờ ở dưới cống tuốt ở dưới kia kìa, có ai đặt thì mình né qua thôi, mình đâu ngó ngàng gì tới của người ta đâu. Đây có một chú thủy quái nè, chú tàu ngầm bự như vậy thôi đó, còn một mớ cá sặc thì chắc có lẽ là khô éo được. Hôm nay là ngày của cá sặc, không có dính gắn rùa lương. Ở chỗ này thì mình trụ rất là lâu rồi, cả nhà mình có theo dõi thì cũng đã biết rồi đó, chỗ này mình rất là trúng mánh, dính gắn với lương rùa đồ cũng rất là nhiều. Nếu như ai quen thuộc mình đăng lên đó, chắc người ta cũng nhìn thấy cảnh quen rồi, chi lùng dấu vết rồi lấy luôn nguyên luồng lợ của mình từ đây xuống dưới. Thì mình nghĩ là mấy chú cắt cỏ có nhiều cái dấu mới cũ đều có, nhưng mà mấy chú lần trước cũng đã cắt lờ của mình lòi lên luôn, mấy chú cũng đâu ngó ngàng đâu nhóng thử đâu. Mấy chú với mấy cô để yên nguyên à. Riêng đặc biệt là dạo gần đây mình thăm là mình thấy có một cái lờ lạ tuốt ở dưới cống gần cây gòn á, mình cũng không để ý, để ai đặt thì đặt, mình cũng đặt xa ra, nhưng mà không ngờ là chuyến này đi lại thăm là luồng lờ của mình mất, mà đi lại rồi cái lờ đó mất tiêu luôn. Mình cũng không biết là có cuốn giùm mình luôn không cái người đặt lò đó đó. Hên đó là những cái còn lại mà đặt trong kẹt trong hốc á, còn cả ký cá sặc nè với chú thủy quái. Cái này là mình có thể ăn đỡ qua ngày được rồi đó. Hôm nay là thất thu bị tặc lò nó buồn dễ sợ luôn. Luồng lợ của mình tổng cộng trong cái chỗ này neo lợi thì cũng thăm mấy lần rồi, là tổng cộng 20 cái, bị lập tặc lấy là 3 cái, thất thu nữa, buồn lắm luôn. Dạ đến đây thì Thanh Dân xin phép kết thúc cái chuyến đi thăm lờ thất thu mà bị tặc. Dạ Thanh Dân kính chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe ạ.